Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở ấp Đông Thọ, xã Thanh Trị, huyện Tân Hiệp, trên quốc lộ 963 hướng về từ Tân Hiệp về Chồng Ghiền đó quý vị. Hôm nay sẽ xin giới thiệu với quý vị một trong mấy những cái món ăn mà Lâm rất là thích hay ghé nó đây ăn nè. Đây là bánh xèo với bánh bông lan, chỗ chi liễu. Đây là bánh xèo nữa quý vị. Và bánh bông lan. Chị quý đổ về bánh xèo. Chị ơi, cái này mình làm được mấy năm rồi chị ha? Chị cũng mới làm mấy tháng nay hả? À vậy hả? Làm vậy cũng 5-6 tháng nay. Nhưng mà ở nhà cũng có đổ phải không? Ở nhà thì cũng khi trước thì mình đổ, chỉ đổ ăn thôi. À, sao đổ bán? Đổ bán mới đổ mấy tháng nay thôi. Ủa chị, cái này là hương xưa, chị nói là bột là hương xưa với có thêm, chị sẽ bỏ thêm gạo. Bột gạo. Ừ, với trứng với dừa. Trứng với dừa đó là bí bánh kiếp. Bánh hay em? Bí quyết của chị. Ừ, trứng với dừa thôi. Dạ. Chứ không có gì nữa. Đây là quá trình đang làm nè quý vị. À, đang ghi hình. Em có còn vô không? Anh ghi hình em luôn. Em mua mấy cái em hay ăn ở đây? Mua về hả? Hai cái đi cho nó chẳng cạp. Hai cái đi cho nó cẩn cặp. Vậy mỗi bữa ăn mấy cái? Rồi tới giờ quẩy, tới giờ quẩy. À, đừng có quay mà. Không, vài bữa nó lên YouTube chơi. Đừng có quay, xóa đi. Rồi lên rồi đó. Quay mua bánh luôn chứ. Đây là bằng một bột mì ngang mình nè mà. Mì ngang phải hả chị? Bột mì ngang với trứng nè. À dạ. Còn ở đây là bằng than nên rất là ngon quý vị. Đây, cái bánh này. Một chục mình chỉ có 12 ngàn thôi quý vị. Rất là rẻ. Ủa chị, đánh máy hay đánh tay? Tay nè, chị đánh tay nè, mà anh chạy vậy đó. Ồ, đánh tay luôn hả? Ờ. Ừ, đánh tay cực lắm. Vậy đó, mà cũng làm được mà. Công nhận chị hay thiệt đấy. Kêu em đánh tay chắc đã đánh chút nghỉ đánh luôn. Nghỉ luôn. Gụng rời hả? Rồi gụng rời luôn. Rồi đánh thì nó cũng quen. Đây là những cái bánh mới đổ xong nè quý vị. Quý vị có đi ngang thì ghé ủng hộ hai chị. Qua đây là Lâm thưởng thức là hai cái bánh xèo rồi với mua một bọc về nhà nó rẻ hơn ta bọc một bánh bông lan về đổ đây cũng như đổ ăn mà mình bán đâu có bỏ cái gì mình nghĩ đâu. Ủa chị ý ngày là mình đổ được khoảng buổi chiều bình thường từ mấy giờ tới mấy giờ ở đây? Sáng là chị đổ sớm này. À sáng vậy đó là hả? Chị có bánh sớm, người ta đổ thì ta mua về ăn sáng rồi luôn đó. À. Sáng là chị đổ sớm. Ủa gì? Chưa tới sáng chị đổ hoài cứ hết. Tới khoảng mấy giờ là nghỉ bán? Ừ, nghỉ chắc nào vậy? 4 giờ có khi bánh người ta còn ăn, còn kêu, còn gọi nữa thì đổ nữa. À. Còn không, mọi ngày thì làm được khoảng nhiêu cái bánh này? Vài chục cái em ơi. Ờ, à, vài chục đó hả? Dạ. Ô. Mà nếu không có được thu nhập nhiêu ta? Cũng nhiêu đâu. Dạ. Này chắc bán cho vui nè. Rồi. Có chị ấy nhiều nè. Chị, ngày mình làm được nhiêu cái bữa hổm nói em quên rồi. Ngày chị làm 100 mấy 200 cái. Dạ. Yeah. 200 ngoài không trời. Để ta đặt nhiều chứ bằng nhiều. À dạ. Vậy là, ủa mà nếu mua của chị có số điện thoại gì không? Có, chị cần đặng mua phải không? Có đó, đặng để em để vô dưới cái ở phía dưới á, 11 người ta có chạy ngang gì đó, ai gần đây nè. Ừ. Rồi người ta điện cho chị thôi. Ừ, ha. Rồi giới thiệu số điện thoại giùm em đi, tên số điện thoại để chờ bữa nó là tự ấy. Rồi tôi ăn bánh thì rồi hai chị cho.
Rồi nha, à, em ăn bánh rồi. Thôi quay cái này một chút nữa. Đây là các nguyên liệu làm bánh xèo nè quý vị. À. Nãy giờ về là quay cái bánh. Nó không có ấy không? Ý là em sợ gỗ mặt đó. Đây là gì? Hai cái bánh nè quý vị. Còn đây là nước mắm. Chị ơi, nước mắm này có gì đặc biệt nữa không? Nước mắm nè, rồi dưa chua. À? Còn đây là dĩa rau nè quý vị. Nhìn dĩa rau thôi, ăn rau là được rồi. Là cảm giác ngon rồi đó quý vị. Đây mời quý vị cùng Lâm thưởng thức bánh xèo nha. Một cái chỉ có 10.000 thôi. Rau thì có cải xanh nè, xà lách nè, rau thơm nè, giáp cá nè. Này gì quên rồi ta. Này cái gì? Dạ? Xà lách lụa đó. Xà lách lụa hả? Mấy bữa nay chỉ có rau gừng. Mọi bữa em thấy có rau gừng nữa mà bữa nay đâu rau gừng đâu mất tiêu rồi. Cái này ăn bắp mới ngon nha quý vị. Chứ ăn kia thì sẽ ăn đũa nó không có ngon. Bà con gọi là ăn đúng bài đó quý vị. Chị coi về chợ Kinh Năm á, chị sẽ thấy em á. Kinh Năm có khoảng 2 người làm. Trên YouTube á chị. Dạ. Ủa chị, ở đây mình chuẩn bị Tết tới đâu rồi chị? Có lặt lá mai xong chưa? Ở nhà trồng nhiều mai không chị? À dạ. Dạ. Ủa, những cây mai ở đây là già chứ chị? Có nhiều tuổi không? À. Em chạy trong kinh tư á, có cây mai 30 tuổi nhìn đã lắm. Ba ngoài luôn. Ở trong Kinh Năm con vô góc nào mấy bằng cùng giò mình vậy đó. Ôi trời. Ừ, trong Kinh Năm mới nghe chứ mấy sao á. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy cái kinh toàn cây mai già già không? Ừ. Không phải nói con góc bằng bắp đường này luôn á, đừng nói chuyện cùng giò. Dạ. Với ở trong dòng ghiền em thấy có một số cây mai cũng cổ. Mấy cây đó nó cũng cái nó xè rồi ấy ra cái tàn. Cái mai dưới sông chị đó là cứng cả đây trên này chị cũng hiểu đó là mười mấy năm rồi đó. À dạ. Mấy năm có lớn không? Mấy năm mày đã chứ bộ. Thôi về nhà mày lấy chỗ cộng với chồng mày vô. Nó có lớn tại nha mà họ đẹp quá vậy. Đây là dĩa bánh xèo nữa rồi. Dạ. Yeah.
nhiều thịt. Tính ra đánh lâu lắm đó chị. Lâu lắm. Chị biết máy màu đó. Nhưng mà máy á, chị mua cái loại máy nào. Cái máy mà Hoàng Tuấn mua là cái máy nó đánh thua, đánh tay. Thua. Thì cái máy của Hoàng Tuấn Minh đánh ra, đánh máy để được đánh tay. Cái loại máy của Hoàng Tuấn thì biết sao. Đánh một kiệm rồi bắt đầu đổ ra. Đánh kiệm mới vừa. Ừ, là để đổ hết mới vừa. Mà phải có người dịch mới được. Nhưng có đậu xanh nè. Đậu xanh thịt củ sắn quà giá. Bột có thì giòn quá vậy. Em ăn thì em thấy chỗ mình nè, dưới bến Nhất á. Dạ, bến Nhất, nhưng mà bến Nhất á thì cô ấy làm bằng thịt vịt. Xem á. Dạ. Ủa bữa nay có thịt vịt nữa hả? Ủa? Chị thấy thịt lạ lạ mà em không biết rồi. Ăn không lạ cái gì. Có cái bà kia nói lại, nó hỏi gì đâu, bánh sèn như gì. Cái chị kia trả lời, nó hỏi là thịt người hả? Dạ dạ, nghe nó hỏi thịt mất. Biết là nói chơi, hỏi gì, tiểu thịt gì. Thiếu gì thịt để nói. Thí dụ đi, thí dụ nói chơi đi. Chớ thịt nhà, heo, thịt ngựa, thịt dê, thịt bò, hay nói gì hết. Thịt người hả, nghe nói cái mình. Chị nói luôn. Chị muốn nghỉ nói là chị muốn nói chị cũng thích vui lắm á. Mà nghe bà nói vậy cái đầu cái chị muốn nghỉ trả lời luôn. Quá rồi. Đến đây. Trả thịt quá lạ lạ. Chị để đây chút hoa cuộn vô nha. Dạ. Rồi em cảm ơn. Chút em trả luôn. Hồi sáng giờ có ai mở hàng chưa? Mới có đổ hả? Mới đổ đây. Mới đem đổ đây à? Vậy là bữa nay phụ thuộc em đó hả trời? Ờ. Không ổn rồi nha. Thằng Chi ăn cái thịt nó hơi lạ lạ mà em không biết sao. Nó ủa? Sao bữa nay ăn mà nó ngọt ngọt mà. Nó ngọt mà nó khác khác hả? Ngồi nó khác khác. Ngồi bữa thì ăn rõ ràng thịt heo, mình biết rõ ràng thịt heo luôn. Trời chị không sợ sao? Ừ. Mai mốt chị tính đổ kệ dịch đồ quán. Nhưng mà đổ cái đó không có lời đâu chị ơi. Nếu mà chị bán 10 ngàn. Rồi. Yeah.
có thịt heo chị làm mới lời, chứ còn thịt vịt mà chị bán rẻ quá đâu có lời được. Chị ơi, vậy chỉ ra gạch giá đi ăn cái 70 ngàn. Giờ ăn ngon quá không biết nói sao. Nghĩ. Trời ơi. Chết quá. Mà thường á chị, cái người hút đâu có bị nhiều bằng cái người kế bên thử đâu. Tại hút nó có đầu lọc, mà cái người hút á thì hút đầu lọc, còn người thử mình thử khói toàn bộ. Nó vàng hơi đậm không phải không? Hơi đậm đó. Dạ. Tại chị lỡ tay bỏ. Dạ. Còn mình nhớ chừng lỡ chợ giết giờ như khùng vậy đó cưng ơi. Hay quên á. Bởi vì cái bánh nó đường nhiều đó, bởi vì nó hơi sẫm á. Dạ. Mà nó ngon, nó ngọt vậy đó. Dạ. Tại mình lỡ cho đi đường nhiều. Mẹ mày không biết chừng mấy kêu chị Na ra. Không thấy kêu chị Na ra. Trời ơi, trời trời nhớ dặn không à. Biết gì trơn trời á. Đó. Giỏi quá mẹ nhà đây, mày giỏi quá mẹ nhà, rước đi. Qua đây tao chờ cho mượn nè. Ngoài em ra. Trời thằng đó. Gì nó cũng được chứ. Hơi mệt à. Trời thằng lắm, có gì dễ cưng lắm. Là bộ chữ nó gì đó. Nó độ lịch gì không biết treo, cũng lịch chỗ nào nữa. Con dắt treo được không? Thì bảo bán được con được. Dừa đó. Tôi nãy tôi đổ đường, đã đường hơi nhiều nè, nó dư đường nè, nên nó sậm màu. Sậm màu nè, quên đi, căng đường quên đi, đừng đổ đường vô trong bột rồi trong học dịch rồi mới nhớ lại, đổ ngồi mẹ nó ngồi. Chết mẹ. Nhắc lên, nhắc xuống. Trời ơi. Đất gì đâu.
còn hơn gì nữa. Dễ đâu. Tương tự cái bánh luôn. Cảm ơn quý vị. Ngon quá. Có phiến mã thêm nước uống. Nó mà giỏi gì mẹ nhà mình rước đây mà kêu vậy. Hôm nay có xe làm rước. Dạ dạ có. Nói chứ cho mượn xe nè. Nói nó không chạy. Rồi cho em xin số điện thoại đi, em để trong clip nè. Em để trong clip. Số điện thoại cho em ra đi. Nó quay phim bắt đầu làm quảng cáo rồi kìa, vô đi mua kìa. Số điện thoại, số điện thoại. Số bà không đưa. Tôi cũng nhớ. Rồi lấy điện thoại kia bấm vô điện thoại. Điện thoại của em đi. Rồi em đọc số luôn nè. Bát bánh mà đưa tôi đưa. Cái người bán không đưa. Đi tôi đi tôi đi biết chừng nào nói. À, ông lấy hiện nó có để chữ mẹ trong đây là có số điện thoại tôi đó. Để em nhá qua máy của em là em tự đọc số rồi biết liền gì. Số mấy? 01268. 860 hai bạn. Đó mình đi giờ. Rồi. À, rồi 01268 860068 012 hả? Dạ 12 68 860 660 rồi 068 068 hả? Dạ 860 068 hả? Hết không? Dạ đang gọi á. Dạ có phải 83 rồi á. Dạ rồi số điện thoại của chị ấy đây. À 09 có 0169 01698 969 983 có đổi số không chị hay là xài số này luôn? Dạ 01698 9 01698 969 983 rồi của chị bán bánh bông lan nè. Thì của chị Quý là số mấy chị? Số của chị luôn hả? Dạ. Để em để trong cái clip cho nó dễ. 0167 0167 3199 3199 718 đây là của chị Quý bán bánh xèo. Bà con có gần đây thì có thể mua ủng hộ hai chị nhé. Giá cũng rất là rẻ. À, bánh bông lan là 12.000 một chục. Còn bánh xèo là 10.000 cái. À, có nhân thì nhân thịt thịt vịt với thịt heo đó quý vị. Ồ rồi xin cảm ơn quý vị hẹn gặp lại các video tiếp theo nhé. Rồi em cảm ơn.